Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với buổi tập của tổ thủ môn câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, chúng ta thấy là thủ môn của đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam, Trịnh Xuân Hoàng, người vừa mới trở về từ Campuchia, đang luyện tập rất là hăng say cùng với huấn luyện viên thủ môn Chí Công. Rồi bây giờ đến lượt Lương Bá Sơn. Trong buổi tập ngày hôm nay thì có 3 thủ môn sẽ tập, gồm có Lương Bá Sơn, Trịnh Xuân Hoàng và Thanh Diệp. Những bài tập rất là cơ bản nhưng mà đòi hỏi phải sự tập trung cao độ của các thủ môn. Và đây là thủ môn Thanh Diệp. Hôm rồi Hoàng có nhận huy chương không Hoàng? Là có ai gửi lại huy chương cho mình không? Đang ở liên đoàn à? Nào cầm về đeo cho nó oách tí nào. Hoàng đi dự cái giải U23 Đông Nam Á về hết mụn đấy nhờ. Nhìn đẹp trai lắm ra. Photoshop nhiều. Qua cái miền nhiều. Ai? Đâu? Anh Công đi à? Anh Công có đi U23 đâu? Vậy hả? Vâng, đây là sân vận động Thanh Hóa. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3. Như vậy là còn khoảng 4 ngày nữa thì Đông Á Thanh Hóa sẽ thi đấu trận đấu ở vòng đấu thứ tư gặp SHB Đà Nẵng vào lúc 17 giờ. Sân vận động Thanh Hóa hôm nay thì trời nắng rất là đẹp. Theo lịch thi đấu mới thì Đông Á Thanh Hóa sẽ đón tiếp SHB Đà Nẵng vào ngày 12 tháng 3 các bạn nhé. Lịch cũ là vào ngày 13 tháng 3 nhưng mà lịch mới là vào ngày 12 tháng 3 vào lúc 17 giờ. Trong trận đấu tới thì sẽ không hạn chế là 5.000 người vào sân. Do tình hình dịch Covid-19 đã bình thường hóa cho nên là ban tổ chức sân Thanh Hóa sẽ đón tiếp
khoảng hơn 10.000 khán giả vào sân ở trận đấu với Đà Nẵng tới. Vào ngày 11 thì ban tổ chức sân Thanh Hóa sẽ bán vé trận đấu Đông Á Thanh Hóa và Đà Nẵng trước cổng sân vận động. Các bạn hãy tranh thủ thời gian mua vé vào sân cổ vũ cho đội bóng tỉnh nhà với hy vọng là sẽ có được chiến thắng đầu tiên tại V-League mùa giải năm nay. Có thể nói là với những gì đã thể hiện ở trận đấu với Hải Phòng thì người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa đang rất kỳ vọng vào một chiến thắng của thầy trò Petrovic. Gần lại thôi em ơi, Sơn ơi, gần lại đây em. Vâng, hy vọng là sẽ được gặp tất cả quý vị và các bạn vào lúc 17 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2022 khi Đông Á Thanh Hóa đón tiếp SHB Đà Nẵng. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn.